Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là phiên bản máy chuyên không mini, chuyên dùng cho các cái hộ gia đình hoặc là trong các cái phòng thí nghiệm. Thì đây là cái phiên bản máy mà chúng tôi đã hoàn thiện khá lâu rồi, và trên các cái video hướng dẫn các cái công nghệ chuyên không thì các bạn cũng đã thấy nó rồi. Tuy nhiên đây là một cái phiên bản cải tiến hơn một chút để nó phù hợp và có thể phổ biến được đại trà. Như các bạn thấy thì cấu tạo của máy khá là gọn và được chúng tôi bố trí lên trên một cái khung, giúp cho cái máy rất là cơ động, các bạn có thể để được trong phòng thí nghiệm hoặc là trong không gian nhà của các bạn để sử dụng. Máy vẫn có một cái vật liệu chủ đạo là inox 304. Còn như máy các bạn thấy là vật liệu inox 304 và khá là bền, và để chúng tôi chăm chút cái phần thẩm mỹ giúp cho cái sản phẩm này nó đẹp hơn. Cấu tạo của máy như các bạn thấy thì phần cơ bản là giống như máy công nghiệp của chúng tôi. Tuy nhiên nó được rút ngắn một cấu tạo một chút, đó là không có cái hệ thống giả nhiệt làm mát ở đây, bởi vì cái bơm ở đây khá là nhỏ và cái thể tích chiên cũng khá là bé, thành ra là các bạn có thể dùng nước trực tiếp từ nguồn nhà của các bạn, từ bồn của các bạn, không cần phải qua hệ thống làm mát, nó thêm đồ giá thành của sản phẩm lên. Cấu tạo của máy về cơ bản chúng ta có thấy là một cái bồn chiên là chủ đạo của cái máy, các bốn bồn chiên. Bồn chiên ở đây thì các bạn có thể thấy là phía trong có một cái giỏ chiên. Máy này thì năng suất của nó chỉ tầm khoảng là trên dưới 1 kg nguyên liệu trong 1 mẻ thôi, thành ra cái lồng cũng khá là nhỏ. Kích thước của cái lồng đường kính là 200 và chiều cao là 17, nó gọn hơn. Máy cái bồn chiên thì gồm có hai phần, phần dưới là chứa dầu thì được bảo ôn, còn phần trên thì là phần như các bạn thấy là cái giỏ. Ở phần trên này là một cái hệ thống cơ cấu quay và nâng hạ giỏ thôi. Ở đây chúng ta có một cái kính nhìn để chúng ta có thể dòm được bên trong nó như thế nào trong quá trình vận hành. Ở bên đây là cái hệ thống bơm chân không để tạo cái độ chân không trong máy, và chúng ta đọc cái độ chân không qua cái đồng hồ ở đây. Và các bạn thấy có một cái trụ nhỏ nhỏ ở đây, thì cái này là bộ phận áp nâng nâng tù, áp nâng tù, và ở đây là cái bồn chứa nước nâng, và bên cạnh các bạn là một cái tủ điện điều khiển. Đối với cái máy này thì vấn đề điều khiển cũng tương tự như những cái dòng máy khác của chúng tôi. Dòng máy lớn công nghiệp thì nó cũng rất là đơn giản, có các cái nút bấm và hai cái đồng hồ chức năng các bạn để điều khiển nhiệt độ và thời gian. Thì đối với máy này, các bạn phiên bản mà chúng tôi đang giới thiệu ở đây là cung cấp cho trường đại học thì là dùng điện 330V 3 pha. Dùng điện 380V 3 pha. Thì nếu mà hộ gia đình các bạn không có điện 3 pha 380V thì các bạn có thể yêu cầu và chúng tôi sẽ làm phiên bản là điện 1 pha 220V. Và đối với máy này thì hệ thống của nó là một máy như thế này và kèm một cái máy nén khí. Máy nén khí đấy thì chúng ta sẽ cấp khí vào cái van lọc ở đây để nó sẽ điều khiển cái hệ hành trình cơ cấu nâng hạ giỏ của bạn. Thì một lúc nữa tôi sẽ vận hành demo cái sản phẩm này cho các bạn hiểu sơ sơ. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn đã theo dõi các cái máy công nghiệp của chúng tôi 5 ký, 10 ký, 20 ký, 30 ký, 40 ký, 50 ký mà chúng tôi đã tung các video hướng dẫn lên, thì các bạn đã hình dung sơ qua về cái cách vận hành của máy. Nó khá là đơn giản, các bạn bật máy, cài đặt thời gian, cài đặt nhiệt độ. Ở đây có các nút công tắc, các bạn cứ thế bật theo chức năng của các bạn mà thôi. Động cơ bơm chân không ở đây của cái máy này là 3 ngựa. Và ở trong này là chúng ta có điều trợ đốt và đốt trực tiếp vào trong dầu, giúp cho cái quá trình gia nhiệt rồi hạn chế cái quá trình sụt nhiệt nhanh, rất là hiệu quả. Đối với cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ bảo hành 12 tháng và có tem phí bảo hành đầy đủ. Máy thì được chúng tôi chế tạo tại Việt Nam hoàn toàn và có các linh kiện xuất xứ từ nhiều nước. Ở đây thì bên cạnh cung cấp máy chuyên chuyên không thì chúng tôi sẽ có các cái công nghệ để chuyển giao cho các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu. Đối với trường đại học hoặc là khách hàng là cá nhân thì các bạn có thể mua về để thử nghiệm, để làm, để chuẩn bị cho một cái kế hoạch dài hơi hơn là các bạn đầu tư hệ thống lớn chẳng hạn,
Còn riêng đối với trường đại học thì có thể là không cần công nghệ, tuy nhiên là cái máy này là được chúng tôi thiết kế tối ưu, và các cái thông số đều là các cái biến các bạn có thể tự cài đặt đầu vào đầu ra, để làm sao cho sinh viên các bạn nghiên cứu có thể vận dụng hết chức năng của cái máy này. Và độ bền của máy thì cũng khá tốt, bởi vì chúng tôi thiết kế thì các linh kiện được chọn rất là kỹ lưỡng, và đầu tiên về cái hiệu suất chức năng cũng như là cái tính năng của nó và cái độ bền, độ thẩm mỹ vân vân. Trên đây thì chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về cái máy 9.0 mini phiên bản này dành cho phòng thí nghiệm và các hộ cá nhân. Thậm chí các bạn là doanh nghiệp hoặc các bạn có phòng ăn riêng, các bạn có thể đầu tư cái này và hướng đến là các cái phòng thí nghiệm dành cho các trường đại học và trong các công ty. Cấu tạo thì khá là đơn giản, còn hướng dẫn vận hành thì lát nữa tôi sẽ demo cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cài đặt máy và vận hành. Trước tiên thì các bạn phải kết nối cái dây nguồn này với dòng điện. Như hồi nãy tôi đã có trao đổi thì cái máy này là điện 380V 3 pha, thế là dây này thì tôi có kết nối bằng nguồn 3 pha. Khi các bạn lắp vào xưởng thì có thể nếu mà cần thì phải đấu dây tiếp đất cho máy. Sau đấy là kết nối cái ống hơi này để đi kèm theo máy, kết nối ống hơi vào máy nén khí. Máy nén khí cục chúng tôi đã đi kèm theo, đúng hồi nãy mà tôi đã trao đổi với các bạn đấy. Thì ở đây máy nén khí các bạn bật lên thì khí nó cỡ khoảng đâu đấy là gần 8 thì nó sẽ tự ngắt. Và đây là cái khí mặc định, khi nào hết thì nó tự bật tiếp. Rồi, khi các bạn kết nối khí ở bên đây thì cái dòng khí mà chúng ta chạy ở cái nút này thì nó cũng sẽ tương đương là 4 đây kg trên cm khối. Đó, các bạn muốn chỉnh thì các bạn kéo nút này bằng theo chiều ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ giảm, thuận chiều kim đồng hồ thì nó sẽ tăng. Khi nó đủ, khi đủ thì các bạn ấn xuống là coi như là chúng ta đã cài đặt cái khí. Rồi, ở cái màn hình điều khiển khi chúng ta cấp điện vào thì điện 3 pha thì ba cái đèn báo nguồn nó sẽ sáng. Và ở đây là cái đồng hồ thời gian, ví dụ như chúng ta chiên trong vòng khoảng 10 phút chẳng hạn thì có cài lại ở đây chẳng là 10 phút 10 m. Các bạn muốn tăng giảm thì các bạn ví dụ 20 này, nút ở dưới là nút cộng là tăng, nút ở trên là nút trừ là giảm. Còn ở số m này thì h là giờ này đó, rồi s là giây này đó, ví dụ có cài 10 phút chẳng hạn. Rồi, khi các bạn trước khi chiên, trước khi mà các bạn cho sẵn nguyên liệu vào trong máy để các bạn chiên thì các bạn lưu ý là cái giò này nó ở ngoài để dành cho các bạn chứa nguyên liệu ở ngoài, tôi để ngoài đây. Rồi, các bạn phải gia nhiệt trước, nguyên lý là các bạn phải gia nhiệt trước đủ nhiệt độ, sau đây các bạn mới được chiên khung và hạ cái giò xuống để nó chiên ở cái nhiệt độ mà chúng ta cài đặt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ chiên. Như vậy các bạn bật nút chạy máy, mở cái nút dừng khẩn cấp, đồng hồ cài đặt nhiệt độ nó sẽ hiển thị. Như vậy thì bây giờ muốn cài đặt nhiệt độ ta chỉ ấn là nút giảm hoặc là nút tăng đến cái giá trị mà các bạn muốn cài đặt. Ví dụ đây tôi cài đặt là 95. Rồi, sau khi cài đặt xong các bạn ấn nút mốt là nó sẽ nhận giá trị và đồng hồ hiện đang đo là 53 độ. Nhiệt độ chúng ta cài đặt là 95. Sau đây chúng ta bật công tắc để nó thực hiện cái hành trình gia nhiệt. Khi chúng ta gia nhiệt đủ thì lúc đấy chúng ta sẽ cho liều vào và cái giỏ xuống, đồng thời là bật chân không để cho nó tạo được cái độ chân không trong đấy. Như vậy thì tôi demo thôi, thành ra tôi tắt cái này đi. Sau đấy các bạn gia đình là đã đủ nhiệt độ, các bạn cho nguyên liệu vào giỏ này. Cái giỏ này nó rất là bé, nó đủ cái khối lượng nguyên liệu tầm đâu đấy là trên dưới 1 kg thôi. Các bạn sẽ cho vào đây. Lưu ý khi các bạn thao tác thì dĩ nhiên là phải đeo bao tay, bởi vì dầu ở trong này nó nhiệt độ nó cũng bình 100 độ thì nó sẽ nóng nếu mà các bạn cài đặt ở đây. Rồi, các bạn cho vào thôi, rồi đóng lại cái đường. Như vậy là chúng ta cho liều vào xong. Cho nguyên liều vào xong thì bây giờ chúng tôi sẽ quá chặt hai bên.
Tôi nghĩ là quá chặt hai bên thì lớp phúc chân không thì nó phải đạt được. Rồi. Bây giờ tôi sẽ bật cái chân không. Nhưng mà trước khi các bạn bật chân không thì lưu ý đầu vào của nước giải nhiệt. Ở đây thì chúng ta phải cấp vào. Đầu vào của nước cấp cho bơm chân không, chúng ta phải cấp vào và mở van như thế này. Rồi, các van này mở, van ở dưới này khóa. Đấy. Thì những cái cấu tạo đấy, phía sau mà nước vào nước ra, thì khi mà các bạn mua máy, chúng ta sẽ hướng dẫn cụ thể. Cũng như là trong cái quyển hướng dẫn sử dụng sẽ có sẵn các bạn là ký hiệu để các bạn biết là ống nào là nước vào, cái nào nước xả, và kết nối những cái đấy vào cái hệ thống cấp nước của mình như thế nào thì cũng rất là đơn giản. Rồi, chúng ta đã cấp nước sẵn, nước vào và nước ra, có hai đường ống rồi đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy bơm chân không. Khi bật bơm thì dĩ nhiên nó sẽ hút chân không, thì chúng ta sẽ theo dõi cái đồng hồ ở đây và cái ồn mặt ra đồng hồ. Rồi, ta thấy là nước đã vào bơm, lúc đấy ta bật chân không. Đây các bạn thấy là cái đồng hồ hiển thị cái áp suất nó sẽ xuống rất là nhanh. Đó. Và đến một cái ngưỡng của nó là từ âm 70 cho đến âm 76 cm thủy ngân là đạt. Về cơ bản thì nếu mà các bạn chiên các cái sản phẩm thì chỉ cần dưới âm 60 là đã đạt rồi. Tuy nhiên máy này dùng trong phòng thí nghiệm thành ra thì nó phải làm cái yêu cầu nó cao hơn một chút. Nó phải đạt từ âm 70 cho đến âm 76 thì mới đạt. Nếu mà khi các bạn thấy áp suất đã đủ đối với từng loại nguyên liệu rồi thì lúc đấy các bạn bật cái nút để hạ cái dòng nguyên liệu xuống. Rồi đấy, như vậy thì đồng hồ thời gian nó bắt đầu đến, các bạn thấy đồng hồ thời gian bắt đầu đến. Khi mà đủ thời gian thì còi nó sẽ báo, đồng hồ nó sẽ ngừng và cái giò nguyên liệu nó sẽ tự động đứng lên. Tuy nhiên bây giờ tôi mô ra là tôi sẽ bắt cái điện bằng tay. Đầu tiên là tôi bắt bộ chân không, tôi bắt cái bơm chân không để không có tạo bơm chân không nữa. Sau đấy tôi bật tắt cái nâng hạ giò để tắt kéo cái giò lên. Rồi và khi chúng ta thông áp thì bên trong áp suất nó là về lại là cái áp suất môi trường. Vậy chúng ta mở ra. Rồi. Và lúc đấy thì chúng ta lấy những gì đó không? Thao tác thì rất là đơn giản và không có gì khó khăn cả. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế cái máng hứng dầu. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn vận hành thực tế thì một số dầu nó sẽ trào ra đây. Nếu có thì nó sẽ xuống đây và các bạn thấy ở dưới. Khi nào mà đầy dầu thì chúng ta đổ ở đây thôi. Rồi khi chúng ta lấy sản phẩm đó trong, chúng ta tăng cái tông áp. Còn chúng ta không sử dụng được thì tắt máy và tắt cái nguồn, nguồn điện cấp này chúng ta tắt luôn. Lưu ý sau mỗi mẹ thì cái nước ở trong bồn chứa này, thùng chứa nước ngưng này nó sẽ có, thành ra các bạn phải xả. Thì có hai cách, hoặc là các bạn để ống như vậy rồi xả vào xô làm từng mẹ, hoặc nếu mà các bạn lắp vào khu vực phòng thí nghiệm rồi thì các bạn kết nối cái đó vào cái ống xả luôn mà các bạn xả ra, không phải là xong. Thì về cơ bản các vận hành máy cũng khá là đơn giản và tương đồng với những cái model máy công nghiệp lớn mà chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Thì chủ yếu có những cái cài đặt về giá nhiệt, rồi nướng hạ giò, thông áp và cài đặt bơm chân không. Còn các cái cấu tạo, các cái kết nối đường nước vào nước ra, hệ thống điện và hệ thống khí thì cũng khá là đơn giản. Và khi các bạn mua máy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể đến cái hệ thống máy này các bạn. Đồng thời là trong cái hướng dẫn sử dụng nó sẽ có chi tiết trong đấy, các vận hành trên hướng cũng sẽ có trong hướng dẫn sử dụng cho các bạn luôn. Rồi với sản phẩm này thì ứng dụng được rất là nhiều sản phẩm về nông sản, bít chuối, khoai, cà rốt, rồi bổ qua, vân vân.
và dùng trong các loại hạt nông sản khác thì như hạt đậu, hạt điều, rồi thậm chí là trong các thủy sản như là giá cá, rồi cá, rồi các cái sản phẩm về chế biến như giò chả vân vân và vân vân, thì ứng dụng được trong rất nhiều sản phẩm. Thành ra là đối với cái năng suất máy nhỏ như thế này thì khá là phù hợp cho các cái quy mô phòng thí nghiệm và hộ gia đình cá nhân mà tôi đã giới thiệu. Thì đối với máy này, nếu các bạn muốn xem mẫu thì hãy đến công ty phòng công Việt Nam để xem và được tư vấn thêm, cũng như là nếu các bạn có thắc mắc thì chúng tôi sẽ giải đáp trong quá trình các bạn tham quan máy. Xin chào và hẹn gặp lại.